Đi, đi con. Dạ. Ra con. Đây, con cầm nha. Rồi, từ từ nè. Hai, ba. Cẩn thận hai nha con. Con đi vui vẻ nha. Không có em đi làm sao cha con anh vui được. Em thấy trong người không khỏe thiệt mà. Em sợ đi như vậy làm ảnh hưởng tới không khí buổi tiệc sinh nhật con gái anh chị hai nhất. Mẹ ơi, con muốn mẹ đi với con à. Mẹ có việc phải làm rồi. Con á, đi với ba phải ngoan nha. Dạ. Giỏi. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Em đừng quá lo lắng. Gần đây em thấy trong lòng cứ bồn chồn làm sao. Em thấy bất ổn và lo lắng quá. Không sao đâu. Anh đã nói chuyện này với Lê Bình rồi. Anh Bình nói là Cường tốc độ sau khi ra tù không thấy xuất đầu lộ diện, cho nên hắn không dám tới gặp em đâu. Em sợ Cường tốc độ kiếm chuyện với anh. Bản tính của hắn ngang tàn lắm. Chuyện gì mà hắn không dám làm. Không có chuyện gì đâu em. À, mà em nói là có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Để tối về em sẽ nói cho anh nghe. Em làm anh hồi hộp quá. Hay là em bật mí chút xíu cho anh được không? Đã nói là bí mật, làm sao bật mí được chứ. Thôi, hai cha con được tranh rồi. Thủ đi đi. Dạ. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em nha. Dạ. Thưa mẹ con đi. Ngoan. Anh đi bye nha. Bye bye mẹ. Nhìn lên. Xuống con. Dạ. Đi từ. Con chào bác. Con chào hai bác. Chào được con. Chào bạn nè. Cảm ơn hai bạn nha. Con gái dễ thương quá. Cảm ơn bạn nha. Rồi, và anh chị qua bàn luôn. Ba ơi, nhanh đi ba. Vô con. Mẹ ơi, vô đây ngồi. Mẹ ông chào hai bác. Chào con. Chào con. Chào anh chị. Chào cậu. Cảm ơn bạn. Rồi, mời hai cho con qua bàn luôn nha. Dạ, mình qua đây con. Chúc mừng sinh nhật bạn. Dạ anh chị. Quá hàng mà qua kia nha. Bên đây nè. Đưa mẹ cất cho con. Chà. Trai tài gái sắc đã đến rồi. Xin mời. Chú tặng quà kìa con. Chú tặng cho con nè. Dạ. Chào em. Đi qua đây em. Cảm ơn bên con. Này, bên này. Giờ sao đây? Để tao gọi anh Cường đã. Alo. Dạ, alo anh hả? Nó đang đưa con trai đi sinh nhật. Giờ sao? Được rồi, mày chờ cơ hội thuận tiện nhất rồi ra tay. Nhưng mà phải khéo léo đó. Dạ, anh yên tâm, em biết rồi. Anh còn nói sao vậy? Anh nói chờ cơ hội thuận tiện rồi hả ra tay. Ừ. Mình đợi một chút nữa đi. Chị đến đây làm gì? Cường tốc độ ra tù rồi đó. Cô biết chưa? Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ? Mà chẳng lẽ chị đến đây chị đã thông báo chuyện này thôi sao? Nè, tôi nói cho cô biết nha. Đừng tưởng được anh Cường yêu thương rồi lên mặt với tôi. Anh Cường là của tôi đó. Cô đừng có xen vô. Chị nghe tôi nói đây. Cường tốc độ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn đâu. Chị về đi. Cô tưởng cô nói như vậy tôi tin cô sao? Được thì cô đi khỏi xứ này đi. Để anh Cường đừng gặp cô nữa.
Vì lấy quyền gì mà đuổi tôi đi? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cô... Cái gì nửa đêm ồn ào vậy hả? Làm gì xuất hiện lù lù như ma vậy? Làm người ta giật mình à? Người chân dần vậy mà nói ma. Bạn chỉ hả? Bạn gì cái thứ này? Cô ta giật chồng tôi đó. Tôi đến đây để cảnh cáo. Ồ. Chị ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi với chị không thù oán gì hết. Tại sao chị muốn hại tôi chứ? Không có lửa sao có khói. Tôi nghi đâu là trúng đó hà. Chị mượn ông Đăng anh trai tôi làm bức bình phong cho chị lăng nhăng lăng loàn đúng không? Cô Út, cô nói đúng rồi đó. Tôi không biết cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì mà quyến rũ chồng của tôi. Cô làm ơn buông tha cho chồng tôi đi. Cô... Trời ơi, bây giờ thì tôi biết rồi. Sao mà chị nhẫn tâm đối xử với anh trai tôi như vậy hả? Không phải như vậy đâu cô Út. Cô nghe tôi nói đã. Tôi không cần nghe chị nói gì hết á. Mấy lời mà chị muốn nói hả? Chị nói với má tôi kìa. Gia đình tôi á đối xử với chị tốt quá mà. Vậy mà chị giả đò hiền lành nết na lắm. Nè 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 nè. Tụi bay hùa nhau ăn hiếp con Dung đó hả? Còn cô nữa, đi ra khỏi nhà tôi liền. Đồ quấn bất lương. Bà làm gì? Bà làm gì la lớn vậy? Có biết nó rượu quánh chồng của tôi không? Hả? Cô mà còn lải nhải đó hả? Tôi không có nể mặt cô đâu đó nha. Đi. Coi chừng tao đó. Đi đi. Còn mày nữa, xin lỗi chị dâu mày liền đi. Con có lỗi gì xin? Bà có lỗi mà. Má lúc nào cũng la con hết trơn à. Mày, bà đã nghe chưa? Mỗi lần tôi đụng tới bà là má tôi chửi tôi à. Bà có lỗi mà. Bà cấm sừng ông Đăng á, má biết không? Trời đất ơi, cái mặt con bà này... giả hiền. Mày im đi. Giả. Mày đứng lại cho tao coi. Mày đứng lên đi. Vừa lòng má. Chú con về. Dạ, thưa anh chị, tụi em về. Chào con nghe. Hai em nha. Dạ. Lên em. Dạ. Dạ. Anh chị về. Dạ, về. Tôi về nha. Cảm ơn chị nghe. À, tôi về trước nha, các bạn về sau nha. Dạ, con chào cô chú. Bye bye nha. Bye bye. Con nghe. Rồi, dạ, dạ, về nha. Cảm ơn hai người. Anh chị về vui vẻ. Chào anh chị. Chào em. Cảm ơn em. Hai đứa chơi coi chừng té nha con. Hôm nay vui quá bà hen. Ủa, được rồi, để đó đi. Để đó đi. Vô trong uống ly trà với anh. Rồi anh em mình nói dạ. chuyện. Nãy giờ khách khứa luôn buồn quá. Dạ dạ. Vô cậu. Chị giúp giùm em. Ừ, chú cứ vô không sao. Ba cao thiệt đó nha. Ừ đúng rồi. Nhưng mà bông mốt nó đẹp thiệt. Ừ. Mày vô thử coi. Sinh nhật mình nó ba làm con bóng giống vậy á. Ừ, mấy mốt mình qua làm với nha. Ừ. Giờ mình chơi tiếp đi. Ừ. Để lên à. Anh, mọi người về hết rồi. Sao không thấy nó? Ai làm cho bạn vậy? Ba mẹ mình làm cho mình đó. Từ sáng tới giờ luôn. Giờ sao anh? Bữa nào mình chỉ cho bạn. Hay mình hành động luôn đi. Ừ. Về nhanh còn đi nhậu nữa. Tới sinh nhật bạn đi, mình làm phụ cho. Ừ. 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 Mày cẩn thận đó. Quăng lên. Ai ai. Ai? Ừ. Bạn con mình quăng nè. Quăng cao lên đây. Nè mình quăng cao bạn đó. Rớt rồi kìa. Hãy lên. Hồi nãy có đông bạn chơi vui bạn ha. Ờ, mình giờ hết trơn rồi. Đúng rồi.
trước mình chơi ốc chung vui lắm. Ừ, tại có hai đứa à. Cái mốt cuối tuần xin ba mẹ qua nhà bạn chơi ha. Ừ, cuối tuần xin đi nha. Ừ, cũng theo mấy bạn của mình nữa. Ừ, chơi vui. Ừ. Từ sáng tới giờ xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Bữa nay là ngày gì mà gặp toàn những chuyện gì đâu không à? Em à. Dạ. Vô pha giùm anh bình trà. Dạ. Bữa nay vất vả cho cậu quá. Dạ, không có gì. Uống với anh bình trà xong, rồi cậu tranh thủ về nhà mà nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai qua chở anh đi công tác sớm nghe. Dạ. Mời cậu. Hai đó. Anh Hai. Anh Hai. Đứng lại. Anh Hai. Anh Hai. Có ai không? Anh Hai. Anh Hai ơi. Anh Hai. Chú làm cái gì vậy? Tại sao chú đâm chóc tôi? Dạ chị. Anh ơi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Không phải em anh chị. Ơi. Nghe em giải thích đi chị. Không phải em làm mà chị. Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Chị hãy tin em đi chị. Ba. Ba. Ba ơi. Anh ơi. Ba ơi, ba. Con mời má dùng trà. Có chuyện gì vậy ông? Sao tự nhiên cây nhang tôi đốt cho ông tắt ngúng vậy? Ông ơi, nếu ông có linh thiêng thì về đây phù hộ cho gia đình mình được bình an nha ông. Má ơi, không biết bây giờ mấy chỗ bán nhang á, họ pha trộn nguyên liệu gì á, mà nhiều khi đốt nhang hoài không có cháy. Má, má uống trà đi má. Mấy cái chuyện này không tin là không có được đâu con. Không phải tự nhiên mà cái nhang nó tắt vậy đâu. Chắc là có chuyện gì đó. Mà sao giờ này hai cha con thằng Đăng cũng chưa về vậy? Tiệt tùng cái gì mà khuya dữ vậy không biết nữa. Má ơi, anh chị Hai nhất quý anh Đăng nhà mình lắm. Nhiều khi họ giữ anh Đăng lại cho đến khi hết tiệc mới cho về đó má. Má, má uống trà đi má. Má cũng biết vậy. Nhưng mà thằng Nhân nó thức khuya cũng không tốt đâu con. Má lo quá. Thôi, không mấy con đi kiếm hai cha con thằng Đăng đi. Chứ bây giờ khuya quá rồi mà chưa về nữa. Má lo lắm. Thôi, đi đi con. Lẹ đi. Dạ. Đi đi con. Kìa. Mẹ Nhân, mẹ. Sao vậy con? Mẹ ơi, ba con bị người ta bắt rồi. Cái gì?
Ba con bị người ta bắt mà. Trời ơi, thằng Đăng nó bị làm sao? Mọi người hãy bình tĩnh nghe con nói. Đăng đang bị tạm giam. Cậu nói cái gì? Thằng Đăng bị bắt vì tội gì? Chú ơi, chú nói người ta thả ba con ra đây. Ba con có giết người đâu chú. Ba con là người tốt. Giết người? Trời. Không, không, chắc chắn là anh ấy bị quan. Con tin là Đăng vô tội. Nhất định con sẽ làm sáng tỏ vụ này. Trời ơi, con tôi. Đăng ơi, con ơi. Trời ơi, Đăng ơi. Anh Đăng ơi, em có lỗi với anh. Chỉ tại em mà anh lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đăng ơi.